Chiêm ngưỡng bộ sản phẩm này bên xưởng đồ gỗ nha em nhé. Một bộ bàn ghế tay cột 16 ạ, chất liệu là bằng gỗ đinh hương. Vân chun thì hoàn toàn tự nhiên các bác nhé. Đây em mới chỉ là phun lót một lớp lót để chống nước răm thôi. Để sau khi các bác đến tham khảo thực tế, nếu mà các bác mà ưng bộ sản phẩm nào thì đánh dấu bên dưới gầm của bộ sản phẩm đó thì bên xưởng nhà em sẽ hoàn thiện phần bêu bóng và sẽ bàn giao trực tiếp tới gia đình nhà các bác ạ. Đây ạ, một bộ bàn ghế gỗ đinh hương tay cột 16 bên em đây. Cực kỳ vân chun các bác nhé. Hàng đẹp nhưng mà giá lại cực kỳ là bình dân đấy ạ. Vân chun rất là thực tế luôn. Để các bác đến trực tiếp xưởng đồ gỗ nhà em có địa chỉ tại tổ 11 phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Cơ sở 3 nhà em có địa chỉ tại Đồng Thị Từ Sơn, Bắc Ninh đấy ạ. Các bác ở xa thì có thể liên hệ qua các số điện thoại của nhà em là 0988 986 và 601 và các số điện thoại là 0916 912 888. Bên xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác ạ. Ngoài những bộ ghế tay cột 16 thì bên xưởng nhà em có những bộ tay cột 14 và tay cột 12. Và tiếp theo đây là một đôi kệ chất liệu cũng là bằng gỗ đinh hương luôn các bác ạ. Có kích thước là 2m37 và 2m57 đấy ạ. Vẫn để nguyên những phần mộc các bác nhé. Ngoài ghế đinh hương thì bên xưởng đồ gỗ nhà em đây ạ, có rất nhiều các mẫu ghế đấy ạ. Ghế rổi chun, ghế sofa cẩm vàng và các chất liệu gỗ là hương đá đấy ạ. Rất nhiều các mẫu mã. Đây là hàng sofa liền khối bên xưởng đồ gỗ nhà em đấy ạ. Lục bình, bàn ăn, tủ kệ tivi, giường tủ bàn ghế, rất nhiều các mẫu mã. Từ hàng bình dân đến hàng cao cấp, kính mời các bác đến trực tiếp xưởng đồ gỗ nhà em để tham quan và lựa chọn ạ. Đây, từ tay cột 12, cột 14, cột 16 và cột 18. Rất nhiều các mẫu mã nha các bác nhé. Hoàng gia này, em có cả những bộ hoàng gia liền khối, chất liệu là bằng gỗ gõ và gỗ hương đá. Đây, những hàng Minh Quốc Nghê bên xưởng em đây ạ. Kệ rổ chôn, kệ đinh hương, kệ đinh chôn đinh thối, kệ lát kệ xoan, rất nhiều các mẫu mã. Kính mời các bác đến trực tiếp xưởng nhà em để tham quan và lựa chọn. Cảm ơn các bác đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho bên xưởng đồ gỗ nhà em. Em cũng xin dừng đoạn video giới thiệu sản phẩm bên xưởng đồ gỗ nhà em ở đây. Hẹn các bác ở những video tiếp theo ạ.